Hoàng Hiền Tiên, xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Đang có khán giả mặc cái áo cổ dài vô biến ngộ ra, cô chú chị ơi. Có khi nào cô Tài Linh đây không? Dạ tôi con chào cô. Con chào cô. Bữa nay cô mặc chiếc áo dài đẹp quá. Cô mặc áo dài đẹp quá. Cô. Cô chị mình ở Đoàn Quỳnh Long tới hả cô? Giống mấy chị nghệ sĩ. Cô là nghệ sĩ mà. Giống mà chị chị. Ủa anh cái chị đó giống nghệ sĩ quá ha. Không phải người nhà. Người nhà hả? Nhạc sĩ bên kia nhiều lắm kìa anh Tuấn. Chị đi viếng những cái ngôi mộ xung quanh cô chú anh chị.
bữa nay quá chừng lâu luôn rồi mà mấy anh chị còn ở trên đây luôn á ha. Dạ. Còn chú anh sang. Là anh chị em mình là nhiều kênh khác nhau hả? Dạ đúng rồi. Chị cho em, cho em hỏi cái là mình chấm cái tàn nhang đó là có cái nghĩa gì chị ha? Có nghĩa là tụi chị cũng là dân hát cải lương. Nói thì thường thường đi làm nghề á, là tin tưởng á, là giống như là lấy cái lộc, cái duyên nghề. Cái duyên nghề, thí dụ như mình đi cúng tổ á, thì thường thường cũng giái khấn xong rồi mình chấm cái nhang đó mình lên đây là giống như mình xin giống như là cái lộc để cho con có cái duyên đi làm nghề. Ăn nói chuyện đi tới đâu ai cũng thương cũng mến rồi người ta quý, nói mở miệng ra nói chuyện là phải có duyên. Vậy đó. Chứ nhiều khi mình nói chuyện mà hơi vô duyên cũng không được, đó là vậy đó. Dạ. Đó là cái duyên, nhưng mà đây tất cả những mấy người nghệ sĩ này là giống như là thầy tổ, là bậc tiền bối hết rồi. Dạ. Chị cũng là nghề. Ờ, cảm ơn chị. Có thể gửi tặng mấy đứa em làm đoạn được không chị? Hát đoạn đi chị. Có cầu chị á chị. Hát đoạn, hát đoạn tặng cho anh chị em đi. Tại vì chị nghệ sĩ nghệ. Đây. Dì Minh quay hôm bữa trước rồi đó. Dạ, quay quá trời luôn hả? Hôm bữa chị nghệ sĩ chị hát có đi hát mà. Chị hát hay lắm á. Ủa chị hát ở đây nè. Ủa chị hát ở đây một đoạn nè. Không, chưa có hát đâu. Chưa hát chị Ngọc cái kia, chị Bình An. Chị giờ hát cho chị. Chị Ngọc đúng không chị? Đó. Lý Bình An á hả? Lý Bình An. Bình An Thái Điền đúng không? Chị không hát mà như là chị kêu cái anh kia hát hay gì đó, đúng không chị? Phải không? Rất là nhiều người luôn mà. Bữa à, gấp lắm đi vô ra xây liền cho nên là... Chị, tranh thủ về chưa? Dạ, dạ. Em gấp lắm. Chị không hát nay mình có đi hát ở đâu không chị? Tối nay mình sẽ biểu diễn ở đâu chị? Biên Hòa Đồng Nai. Ồ, có nè chị biểu diễn ở Biên Hòa. Mình đã chuyên về bên cái cổ cải lương hay là hậu quảng đó chị? Dạ. Hôm nay là đầu năm đầu tháng rồi. Ê, hát câu cho mấy anh YouTube quay coi. Thần tượng vậy là đi hát nữa đi. Ở đây mà ngay ngày dỗ của chú luôn, trắng dỗ. Bữa nay là ngay ngày dỗ luôn á chú chị. Có chị là nghệ sĩ Kim Ngân phải không con? Chị như đừng cô. À chị Kim Ngân. Còn trẻ mà. Hiển tiến. Chị hát kìa. Ai mua chăng người định đem đi ba. Người định ba. Ủa vậy là nãy mình chuyển nhà lên hết chị? Nhà lên. Dạ, vậy là mình hấp hương chứ luôn rồi. Dạ, đó, mình với phía bên đây, mình nhớ 5 đến 1 phút nha. Xin phép chào anh em mình. Dạ, chúc anh em sức khỏe nha. Nha anh. Hôm nay tiếc quá, ngày của nghệ sĩ đến rồi. Hôm nay ngày dỗ mua chánh dỗ của chú nữa. Hôm nay là ngày dỗ. Dạ đúng rồi, ngày dỗ. Sáng giờ chưa ai cũng ai lên cúng hả? Cúng mấy năm rồi. Trưa nay em cúng. Hôm nay mà được hát đi tối cầu độ chị. Sẽ nhiều cơ hát hay. Thôi tụi em về chúc hết tất cả các anh chị mình năm mới thành công nha. Thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Em chúc chị nhiều sức khỏe. Nhiều xô ha. Nhiều xô nha chị. Dạ, chị. Dạ. Hát càng ngày càng hay. Chúc chị đi hát có nhiều người yêu thích. Dạ, cũng thương. Dạ. Mở miệng ra là cũng như hoa. Cảm ơn cô. Chị hát lên như Phượng Liên thành đường vậy đó. Phượng Liên mình chị. Tới đây cái video của Nguyễn Tiên xin kết thúc của chú anh chị ơi. Chúc của chú anh chị đi xem kênh có một buổi sáng tốt lành nha.